Cháu muốn tạo công đức trong sáng, vậy cháu phải làm như thế nào ạ? Cháu muốn tạo công đức trong sáng đó, thì cháu tạo mà đừng có suy nghĩ gì cái vấn đề mà mình tạo công đức hết. Mà đừng có, ví dụ mình chỉ làm sao giúp người ta hiểu được cái này thôi. Chứ đừng có cái mà đưa một cái kiến chấp gì vào trong cái tạo công đức của mình, gọi là trong sáng. Khi cháu mà tạo mà có, cháu không có một cái kiến chấp gì đó, thì ông thần rất nể con à, nói là cái người này tạo công đức rất đúng. Thì cái người này chắc chắn là ông được cho ưu tiên về Phật giới. Còn những người nào mà tạo công đức mà lem nhem thì chắc chắn ông coi chừng. Nếu nặng quá ông đóng cửa luôn, ông không cho về. Rồi con hỏi tiếp đi.